Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong Từ Game Bách 10. Trong video này mình sẽ đưa tới các bạn một vài thông tin rất là gấp. Hãy xem hết video để tránh mất quyền lợi trong cái tựa game này nhé. Cái điều mình muốn nói với các bạn ở đây đó chính là khi các bạn vào game nó sẽ cho chúng ta một cái chữ của dòng thông tin Update Countdown. Và trên dòng thông tin này còn 9 tiếng nè. Tối hôm nay sẽ cập nhật ngày thứ 7. Thứ 7 ngày 3 tháng 12 năm 2022. Bạn thấy ở đây mình có một dòng chữ nhân một given at 5 minute. Là trong tối nay Game Pass sẽ cập nhật và trong vòng 5 phút cuối cùng gọi là Countdown ấy, những người chơi phải có mặt trong game. Khi đó các bạn sẽ nhận được một cái phần quà free gift. Cái túi quà tương đương với lại cái trứng, trứng hình lưu siêu. Và trong trứng này nó sẽ cho các bạn những cái lưu siêu khác nhau. Đây là hình ảnh ở trên Twitter của Big Game. Phần quà này tên là Update 2 Gift. Nó sẽ cho mình là 3 con pet. Một con Bucky Dog, một con Bucky Pig và một con Bucky Dragon. Với lại 0.1% là con Bucky Dog, Hugh Bucky Dog. Cách đây không lâu thì trong game nó cho chúng ta một cái con Bucky Cat đúng không? Thì việc này cũng tương tự như vậy. Mình có chó, mình có mèo, mình có rồng. Một tài khoản chỉ nhận được một hộp mà thôi. Nên những bạn nào mà xài VPS nè, đăng nhập nhiều tài khoản nè, thì các bạn sẽ có nhiều quà. Đơn giản vậy thôi. Một nội dung nữa nó liên quan tới cái hộp Lucky Block. Có lẽ tối ngày hôm nay Lucky Block nó vẫn còn. Bữa trước mình có livestream một cập nhật khá bất ngờ, chúng ta có một cái Hill Black Lucky Block. Nó là một cái hộp đen rất là to luôn. Rất nhiều người là full server phải farm trong 10 đến 15 phút mới phá được. Thì nhiều người thắc mắc là cái hộp đó sẽ xuất hiện khi nào. Có vẻ như cái hộp đó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên vào ngày hôm đó mà thôi. Thì cái hộp đó theo một vài thông tin ở trên mạng, con pet các bạn kiếm được nó vẫn là con Lucky. Vẫn là con Lucky bình thường ha, vẫn là một con Lucky Mythical. Và nếu bạn may mắn thì sẽ kiếm được cái trạng thái heal của nó. Thì bình thường nếu người chơi mà đi farm những cái hộp Lucky Block này, tỷ lệ trên mạng tham khảo của con heal Lucky đó là 1/250.000. Thì trong cái hộp đen khổng lồ đó, tỷ lệ là 0.5%. Và cái hộp này như mình đề cập là nó chỉ xuất hiện vào tối ngày hôm đó. Vậy cho nên thông tin này cứ bỏ qua, nói cho bạn biết thôi. Vài bữa trước thì trong Twitter Lead nó cũng cho mình hình ảnh liên quan tới những con Lucky Block pet nha. Nếu mình nghĩ là sự kiện Lucky Block này vẫn còn kéo dài một tuần và tối ngày hôm nay sẽ cập nhật thêm những con pet như vậy. Blue Lucky Block, Yellow Lucky Block cũng như là Hill Pink nè sẽ kiếm được từ việc chúng ta đi farm những cái Lucky Block. Đây là hình ảnh từ game của một số người chụp được của developer. Đây, Joey là developer của từ game Pet 10. Bây giờ từ game này thì admin không làm solo nữa ha. Như vậy khả năng xuất hiện con pet này khá là cao. Lucky Block màu xanh, Lucky Block màu vàng và một con Hill Pink. Và những hình ảnh mới liên quan tới anime. Chúng ta sẽ có một con pet anime monkey khá là giống Son Goku. Anime hóa, anime đã tiến vào pet rồi. Trên này mình sẽ có là con Ninja Agony, anime Agony, nhìn giống Sasuke quá ha các bạn. Rồi trên này mình có là Unicorn Anime Pet trong Thủy Thủ Mặt Trăng, Sailor Moon. Con này khá là chiến luôn, anime Corgi, nhìn quen quen ta. Không lẽ con này cũng trong Naruto? Cá nhân mình cũng thuộc dạng có anime khá là nhiều nhưng mà cũng không biết. Cái này lấy cảm hứng từ cái bộ truyện tranh nào. Và đương nhiên rồi các bạn, được đầu tư như vậy, những con pet này là những cái lưu siêu mới. Sẽ là cái trứng thay thế cho trứng Neon Thailand này. Admin nói đâu có dễ ăn của ngoại, đâu có dễ kiếm được miễn phí của ngoại. Hồi đầu mình cũng tưởng là một thế giới mới bạn, anime world, giống như là cat world, giống pixel world vậy. Nhưng mà không nha, nó chỉ đơn thuần là một cái trứng lưu siêu thôi. Thì đó là tất cả thông tin mình muốn truyền tải tới các bạn trong cái tựa game pet này. Hãy lưu ý móc giờ vào tối ngày hôm nay, countdown 5 phút, để hãy kiếm cho các bạn một cái lưu siêu mà bán ngay thời điểm ra mắt. Có thể kiếm được đâu đó khoảng tầm 500 triệu kim cương, hoặc là 700 triệu, mình đoán vậy. Ok, kéo một phút để quảng cáo cho tựa game của mình. Nếu bạn có theo dõi thì biết đó, mình có ra con game mới, tên là Slam Factory Tycoon. Về những ý tưởng cho nội dung cập nhật mình đã lên rồi, Dev cũng theo đó mà làm. Hướng dẫn cách chơi chi tiết thì trong cái video lần trước mình đã có review. Về top xếp hạng Rebirth ngày hôm nay thì top 5 của nó trên 20 rồi, khá là ok là luôn. Với tốc độ này mình nghĩ cập nhật sẽ xuất hiện trong 10 ngày nữa, hy vọng kịp ha. Trong game có một con bé bằng robot, thì nhiều bạn chắc cũng chưa có mua và chưa biết giá trị sức mạnh của nó. Con này tên là Wizard Slam, một con phù thủy. Đây là hình dáng của nó. Rớt và loot của nó là 95 nha mọi người, khá là cao luôn. Vẫn có thể hóa Shiny và hóa Rainbow. Như đây mình có 3 con Picky nè, 3 con Shiny sẽ hóa một con Rainbow. Ok, với một ký hiệu cầu vồng. Và khi các bạn đặt nó ra, nó sẽ tỏa ra một cái hào quang hình cầu vồng như vậy. Rớt và loot 180. Cập nhật một chưa cho bạn biết được, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ kiếm tiền nhanh hơn, cũng như mình kiếm kim cương nó nhanh hơn. Hy vọng các bạn sẽ thích tựa game này. Link game mình để bên dưới. Thank you so much. Ok, 238.000 tiền. Manager Rebirth. Thì bạn thấy là con pet robot nó phân biệt với những con pet bình thường là cái viền của nó màu vàng, trong khi những con pet khác cái viền màu đen. Rồi cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.